sau giữa rừng lại có khói sương. Hình như khói sương từ trong này bay ra. Stream đó nha, cẩn thận mồm miệng giùm em đó à. Đây. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Hậu đây. Hôm nay nhân cái dịp mà trong nhóm Hậu có nhỏ mới bị bồ đá, cho nên tụi Hậu tổ chức đi du lịch buổi ăn mừng. Yeah! Ê, tụi anh đi để chia buồn, thật tâm anh rất là buồn. Ủa, anh ơi, cái người ăn bận diêm dúa phía sau lưng anh là ai vậy? Trời ơi. Má, má chào người ta đi má. Chào mọi người, tôi là má Chương, là má của thằng Hậu đó. Mọi người ơi, này là má Thiên Hà mẹ thiên nhiên đó nha, chứ mình không có một người mẹ như vậy bao giờ. Ê, thì má xã hội của mình. Hậu, Hậu, em nữa. Đây nè. Xin chào mọi người, mình là Hồng Hoa, em của Hậu. Ra đường người ta gọi là Hoa Hậu đó. Dữ vậy sao? Là làm như vậy là để đẹp hay sao? Chê nha. Không hề xinh một chút nào cả. Thì kệ tôi đi, mặc dù tôi không đẹp nhưng mà tôi không có bị đá như ai kia. Ờ ha, nhắc mới nhớ, đây mới là nhân vật chính của ngày hôm nay nè mọi người ơi. Đây, chào đi cưng. Nó liếc rồi kìa. Nó cộng rồi, nó liếc rồi mọi người ơi. À, nó tên Mai, tức là ngày mai nó mới có tình yêu, còn bữa nay thì không bao giờ có. Buồn quá. Nói tới cử rồi, tạm biệt mọi người. Mày làm cái gì mày like dữ vậy? Đang live stream à? Biết bao nhiêu fan của tao biết không? Ờ. Tao không hiểu tại sao tao đẹp như vậy nè mà nó vẫn bỏ tao. Không. Có thì nói nha, không ai ép hết trơn á. Má. Hả? À, mày chửi tao hay là mày kêu tao? Trời, con kêu má đó. Kêu thì kêu nhẹ nhẹ thôi. Con không hiểu sao nó bỏ con hoài. Tao có bao giờ bị trai bỏ đâu, vì có ai yêu tao đâu mà tao biết. Ôi, cứ mặt hãnh diện cả. Vô duyên mày. Thôi đi, có gì đâu. Mày thấy mày ngon, nhưng mà nó thấy đứa khác ngon mày thì nó bỏ mày là chuyện bình thường. Nhưng mà thực sự là em có ngon không? Cái vấn đề là em có ngon hay không, hoặc là em chỉ là một trò chơi tình yêu của nó thôi, em hiểu không? Thì cũng không ngon đâu. Đúng vậy. Vậy là trong mắt nó mày rất là tầm thường. Quá tầm thường. Có thể là em chỉ là một trò cười trong mắt đó thôi, em hiểu. Trời ơi, đàn ông bạc tình, đàn ông khốn kiếp, đàn ông lừa dối, biết đàn ông. Thôi, tao có phải đàn ông đâu mày đánh tao. Xù nha. Xù. Trời ơi, bỏ riết điên rồi hả? Quê. Mình đi đi, bỏ nó đi, cho nó nhục đi chơi. Tụi mình đi đi. Rồi. Ơi, đây đã yêu chứ gì chơi nhục rồi. Yo. Quá đã. Ôi trời. Đã khác thật sự á. Cái nước yến xào này má mua ở đâu má? Ở công ty chứ đâu, nó có năm vị luôn đó. Ủa,
Má là người chuẩn bị mấy cái ly này. Tại sao tụi con uống ly nhựa bình thường, còn má uống cái ly của May Cúp Phi 37 Hoàng Hoa Thám thành phố Đà Lạt. Má lén tụi con đi du lịch một mình đúng không? Có đâu, cái này lâu rồi. Lâu hồi nào mà lâu? Lâu, cái ly này là cái ly mẫu mới nhất của người ta đó. Đi hồi nào mà lâu? Hay là má quen cái anh nào ở trên đó làm phục vụ đó, xong rồi má lén thăm người ta, rồi má trộm cái ly về làm vật định tình đúng không? Hai đứa bay vô duyên. Người ta nói á, trước khi nói uống lưỡi 7 lần, tụi bay không uống lưỡi, tụi bay nói chuyện vô duyên. Má ơi má. Gì? Con thấy hai đứa đó nói đúng mà. Mày là con vô duyên nhất á. Bởi vậy bị trai bỏ là phải rồi. Nói vậy nó buồn sao? Nhưng mà má, con nói nghe nè. Ở đây á, má là người kinh nghiệm nhất, má lớn tuổi nhất. Cái này bốn tụi mình tâm sự riêng thôi nha. Má biết cái đình, cái chùa, cái miếu nào mà linh thiệt là linh không? Chứ vậy thì mình dắt nó vô trọng á, mình cắt duyên âm. Chứ cái kiểu này á là nó bị duyên âm chắc rồi. Duyên âm? Âm nào mà duyên? Ma nào dám theo nó? Trời ơi, không có đâu má. Con nghi là có, phải là có, cho nên nó mới bị bồ đá hoài, hiểu không? Lần thứ 9 rồi. Giờ nó vô duyên thôi. Trời ơi. Trời ơi, con nghe một người đó mắc cười quá, chịu không nổi luôn á. Chạy đã nói như đá bóng gì á. Bóng là ở đây nè. Mày cũng bóng nữa đó. Mắc gì đá tụi tao. Game over. Dạ con xin lỗi. Tụi bay vô duyên, bởi vậy má mới dắt tụi bay theo má đi nè. Ở trên đây có cái hang động linh dữ lắm đó. Vậy hả? Thiệt. Trời ơi, nấu quá má ơi. Trời ơi, nấu quá má ơi. Trời ơi, giống nó cao vậy. Nấu quá má ơi. Thật mệt quá nè. Khoan đã, dừng lại. Mệt quá à. Vậy má có dắt tụi con đi đúng đường không vậy? Trời ơi, gì mà đường thi nước độc. Trời ơi, cái kiểu này nha, mà có anh trai đường nào ập đập. Đang mệt vậy chịu gì nổi. Ê, bớt ăn nói xà lơ lại. Nếu mà thật sự có anh trai rừng nào ứ ừ như vậy cũng không tới lượt tụi con đâu. Má còn sống mà. Ê, dẹp ba cái mỏ tụi bay vô. Má biết tụi bay nói cái gì luôn đó. Nếu mà thật sự có anh trai rừng như vậy, má sẽ bảo vệ tụi con. Phải không? Phải vậy không? Thiệt không? Từ từ nha mọi người. Sao tự nhiên khó nhiều quá vậy? Cháy rừng. Cháy rừng mà. Ôi, sao má nó bảo vệ tụi con? Rồi cháy rừng mà chạy vô rừng chứ vậy bà. Má đợi tụi con. Đợi 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 em. Khoan ơi, hình như có nó bốc ra từ trong cái hang này nè. Quay gì vậy? Con đi đâu vậy? Thì con vô trong con dập đám cháy. Con nghĩ làm sao? Đám cháy rừng mà con vô dập có được hay không? Chứ bây giờ má nghĩ coi bốn đứa mình thoát khỏi cái rừng này kịp hay không. Khoan nha, em thấy khói này nè không phải khói cháy rừng đâu, mà là khói nó phun từ đá nó phun ra đó. Trời ơi, chết tới nơi rồi mà em còn nói chuyện phiêu lưu ký nữa hả? Chứ mọi người nghĩ coi, khói cháy rừng nó có mùi khét, đúng không? Mà khói này á, nó có mùi thơm. Thơm thiệt. Theo má phán đoán, thường khói thơm là linh dữ lắm. Thơm cái gì bà biết thì nói nghe. Vậy giờ mình phải làm sao má? Nếu như mà bà nói đúng, đi vô trong coi thử không? Đi. Rồi giờ ai đi trước? Con đi trước đi. Tại sao phải là con? Con mới nói mà. Nhưng mà má lớn. Nhưng má đâu có bị bồ bỏ. Vậy là mày. Hả? Mệt ghê, có vậy cũng sợ nữa. Nhát gan. Mấy đứa bồ bỏ nó làm liều quá ha. Nó gan ghê. Yeah.
cho hỏi, chư vị là ai mà ăn mặc lạ quá vậy? Trời đất ơi, chư vị ăn mặc vậy mà lạ. Rồi mặc gì không lạ ha. Xưng hô miền nào vậy? Miền Cực Lạc. Con này không, theo như má phán đoán, ban ngày bận áo trắng, từ trong hang có khói đi ra. Thì sao má? Mấy vị này sao lạ quá. Cái gì vậy trời? Ân trên cho tụi bay thấy mà đó. Mẹ má mệt quá. Rồi sao không đi đi làm gì vậy? Má ơi. Hả? Nó tới nữa kìa. Tụi bay làm gì vậy? Sao bỏ tao? Má ơi, con của má nó bỏ má hết rồi. Má muốn làm gì má làm đi. Rồi tụi con trời đó. Bỏ má. Trời ơi, sao má kêu dạy vậy? Ơi, tao dạy dạy cho họ luôn đi nè. Đi đi má. Tao chạy hết nỗi rồi. Ê. Anh mang cũng thở dốc kìa mọi người. Theo như bán đón của má, má mà thở dốc thì không phải là ma, mà là người. Phải không vậy? Mọi người ơi, nhìn kỹ nha, cũng đẹp trai lắm á. Là người đó. Để má. Nam mô. Làm gì vậy? Sao nói người ta là người? Thì tao thủ vậy đó. Dạ thiên nữ xin kính chào công tử. Công tử mệt à? Mệt là người chứ không phải là ma. Là người, là người, là người, là người, là người. Công tử, sao công tử chạy như vậy? Tôi thấy quái vật. Anh muốn giật ai trong tụi em hả? Vậy? Anh nói là anh thấy quái vật. Quái vật, nó tấn công tôi. Làm gì ra ma dữ vậy? Nghe giống chuyện cổ tích ghê. Ê, đứa nào có nước cho anh miếng đi kìa. Có nước cho công tử uống đi. Cái gì vậy? Vi hải yến đó, uống vô khỏe liền. Uống đi. Có lò sữa yến mà cũng không biết nữa hả? Điện thoại ai vậy? Alo, con nghe nè mẹ. Ôi, con đang đi chơi. Vài ngày nữa con về. Vậy thôi nha mẹ. Ai gọi mày vậy? Mẹ tao gọi chứ không có gì đâu. Cái đó là cái gì vậy? Cái điện thoại thôi mà. Cái điện thoại mà cũng không biết nữa hả? Cái này nè. Trời. Ở trong rừng trong rú thiệt rồi nè. Gần xuống thiệt rồi nè. Trời ơi. Trời ơi là trời. Má ơi, nặng quá. Trời ơi. Thôi không, nhanh lên. Trời ơi, đừng có quạt nữa. Em mệt quạt quạt chút gió sao? Tôi xin lỗi, lẹ anh Hồng. Rồi má ơi, điện đường xe cấp cứu chưa vậy? Trời ơi, má đang gọi nè, mà trên đây không có sóng. Má sốt ruột muốn chết đi nè. Nhưng mà trạm cấp cứu gì mà nằm trên núi, có đúng đường không vậy? Má đâu có biết, bà Google bà chỉ đó. Ê, dừng,
anh tỉnh rồi kìa. Tỉnh chờ chút xíu nữa là tôi và ông lăn ngược xuống núi chứ đi gì nổi. Yêu quái đâu? Yêu quái đâu? Trời ơi, xe hơi mà ông nói là yêu quái. Xe hơi là cái gì vậy? Không biết thiệt á hả? Cái này chắc trên rừng xuống thiệt rồi hay gì nè. Tôi giải thích cho nghe. Bây giờ à, đại loại là biết xe ngựa không? Xe ngựa là con ngựa với chiếc xe. Con ngựa với chiếc xe là gọi là xe ngựa. Còn xe hơi á, là chiếc xe nó chạy bằng hơi, hoặc là hơi để chiếc xe đi. Rồi hiểu không? Nó là xe trời hơi. Ơi, thôi đi, nói mà ông nói rồi kìa. Mà làm như ông là người tiền sử hay sao á? Đưa coi coi. Hả? Người xưa đây sao? Rồi má định nói này là người yêu cũ của má luôn á hả? Bậy, người xưa là người sống ở ngày xưa đó. Vậy đây là người xưa xuyên không trong truyền thuyết hay sao? Ê, đúng rồi nè. Nhìn cái dáng vẻ này á, giống An Thư Sinh ở trên phim á. Phải rồi, chứ đâu phải bát nháo như tụi bay. Mà theo lời người ấy nói á, thì cái hang động như một hố đen vũ trụ trong truyền thuyết vậy đó. Thôi, hên là tụi mình thoát ra được á, chứ không là tụi mình bị mắc kẹt ở trong đó rồi. Đúng rồi đó. Mắc kẹt? Còn tôi vừa mới bước vô trong đó là bị đẩy ra đây, gặp mọi người rồi nè. Trời, anh nói chuyện giống trong phim quá hè. Như trong phim luôn. Mà ấy ơi, ấy có nhớ nhà ấy ở đâu không? Ở trước cửa nhà tôi có một cây cổ thụ to lắm, hàng trăm năm tuổi. Rồi, mấy cây đó bị lâm tặc đốn chắc luôn, dễ gì nó tha. Con vô duyên. Vô duyên. Công tử, chẳng hay công tử tên là gì? Tôi tên Trần Đức Tâm. Trời ơi, tên đẹp quá he. Đẹp quá. Má, con cũng họ Trần nè. Có khi nào là ông cố nội của con không má? Má cũng họ Trần nè. Không lẽ đây là chồng của má? Ai họ Trần cũng chồng bà hết á. Vậy con chồng má nè. Con vô duyên. Nhưng mà ngoài cái cây cổ thụ đó ra thì trước nhà còn cái gì đặc biệt nữa không? Ở trước cửa nhà tôi còn có một tảng đá to lắm, rộng lắm, bằng phẳng, mà chiều nào tôi cũng lên đó ngồi ngắm cảnh á. To hả? Mà bằng phẳng hả? Ê, cái này phải không? Cái này to quá. Vậy vậy là cái này. Tảng đá này đâu có bằng phẳng đâu. Mà nó thiếu cây cổ thụ. Thì nè, cây này là cây cổ thụ đó hả? Mày thiếu kiến thức vừa thôi. Chứ trên Sài Gòn có thấy cây cổ thụ bao giờ đâu mà biết. Mày không biết thì mày đừng có nói. Góp ý xây dựng thôi mà. Bớt lại. Tảng đá, cây cổ thụ, má nhớ nó quen quen. Quen, chỗ nào cũng quen hết đó. Sáng giờ nhớ ra 4 chỗ rồi mà chưa dắt đi được tới đâu. Má lớn tuổi rồi. Lớn rồi muốn nói gì nói hết trời. Thì cứ từ từ. Từ từ để má nói kìa. Bớt lại đi, để cho má nhớ nè. Hình như là má định dắt tụi con đến đó đó. Phải không? Ở đâu má? Ủa, mà nam nhân thời này cũng có thể sinh con được hả? Để em nói anh nghe, thời này nha, nam nhân không chỉ sinh con được đâu, mà còn đẻ ra được hột gà, hột vịt lộn, vịt giữa, trứng cút lộn, bắp xào đấy. Ê! Làm người ta sợ kìa. Giỡn thôi mà, tiếp đi anh. Không có, tụi nó giỡn thôi đó, chứ tôi chỉ là má nuôi. Nam nhân sao gọi là má? Thì tiện nữ gọi là má, gì là má, nó rất vui. Đàn ông mà hay xưng bằng má quá ha, ngộ ghê á. Kệ đi, đi anh, đi tìm nhà đi anh. Ê mấy con điên, vô duyên. Thì ở đó đi, ở đó làm má thiên hạ mẹ thiên nhiên đi. Ê, mà tao đi với coi, vô duyên à. Phải tảng đá này không? Đúng rồi, đây là tảng đá trước cửa nhà tôi. Rồi nhà đâu? Ủa sao nhận chùa làm nhà mình? Chị em hỏi thăm chị. Chị chờ em.
Tôi có nghe ngày xưa người ta kể là có một chàng thư sinh mất tích ở trong khu rừng này nè. Rồi người nhà tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức gì, nên nghĩ rằng chàng trai đó đã mất. Vậy chị có nhớ tên chàng trai tên gì không? Cái gì Tâm á? Trần Đức Tâm, phú hồn. Đúng rồi. Trời ơi, vậy là chị nói có thiệt luôn. Vậy người nhà của người đó đang ở đâu? Đi định cư nước ngoài hết rồi. Trăm năm thoáng qua như giấc mộng. Nếu như mà chuyện này là sự thiệt á, thì ảnh chắc cũng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 tuổi gì rồi đó. Nếu mà như vậy thì tuổi này chắc cũng cỡ ông cô nội của ông cô ngoại của má. Mà xa quá, giờ con cũng không biết kêu ảnh là gì. Kêu bằng chồng. Trời đánh mày đó. Ủa chứ tuổi tác gì kệ đi, miễn đẹp trai là được. Đúng. Ê nói nghe nè, hai đứa mình lên trển vỗ về chồng mình đi. Ê chờ má với. Đi. Ủa, má, má, đi con. Lại lên. Ê. Ê, kéo má. Nè, lên. Má kéo con thôi. Được không con? Công tử. Công tử còn buồn. Công tử đừng buồn. Nếu công tử còn buồn thì hãy đi cùng mẹ con của thiện nữ. Đúng rồi đó, đi chung với má con em nè mình. Nani? Cái gì? Vậy là gì? Đúng rồi, tín hiệu của vũ trụ mà. Bây giờ nè, ảnh không có gia đình, tôi là gia đình của ảnh. Tín hiệu của vũ trụ đó, con xin nhận. Ơi, vậy là tính ra chính anh trước đá tôi là để tôi gặp anh thứ 10 này. Ôi, tín hiệu vũ trụ tôi cũng xin nhận. Hai người này nhận, con cũng nhận. Không lẽ ba đứa mình chung chồng hả? Đi không anh? Chưa bị đi đâu? Đi quẩy! Sao? Thấy ngồi trong bụng quá giật ok không? Ủa? Mà anh làm gì biết ok là gì? Trời ơi, mình của mày quê quá. Vô duyên. Ê, không có được nói công tử của má như vậy. Mà quê thiệt. Má ơi, má nói vậy người ta mới quê á. Nói nín hết đi. Mình, kệ tụi nó đi mình. Đêm nay ha, em dẫn mình đi quẩy tới bến luôn á. Nói luôn bác tài ơi. Biển hôm nay sao lạ quá. Hồng trần mấy nẻo trầm luôn. Cho ta tìm lại thanh xuân năm nào. Công tử, xuống tắm với tụi em nè. Đúng rồi đó mình. Xuống đây, em giả bộ chết đuối cho mình cứu. Sao hai người ăn mặc kỳ quá vậy? Làm gì kỳ? Đi bơi thì mặc đồ bơi là chuyện bình thường mà. Em có chuẩn bị đồ bơi cho công tử rồi nè. Đã chưa? Làm gì vậy? Mặc đi 50 ngàn của em lận đó. Nè bận đi công tử. Sao hai cô này ăn mặc kỳ quá vậy? Trời anh cỡ kìa. Ủa đồ này bình thường mà. Đúng rồi nè, mặc đồ bơi vô đi. Mặc đi mà, mặc không. Xuống cứu em nữa, cứu đời em. Tôi... nè. Mặc đi mà, nè lên mặc đi. Ê
Trời. Mắc cỡ. Đợi em với. Ê, đợi em sẽ bắt được công tử. Ê. Mày.